Như nguyên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, tối hôm qua chúng ta đã long trọng cử hành đêm canh thức vượt qua, đón chờ giây phút thiêng liêng Chúa vượt qua cái chết, bước vào cuộc sống mới. Cử hành đêm canh thức vượt qua cũng là dịp để người Kitô hữu suy tư về hành trình đức tin của mình từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, vượt qua cái chết của con người cũ để sống một đời sống mới, con người mới nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Sáng hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Phục Sinh, mừng Chúa sống lại trong vinh quang để hoàn thành chương trình cứu rỗi. Chúng ta tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta ơn gọi làm người Kitô hữu, biết tin tưởng mạnh mẽ vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu, để chúng ta luôn được sống hạnh phúc trong Ngài. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, bị thử thách vì đức tin, hoặc đang chịu bắt hại vì niềm tin vào Đức Kitô, vì can đảm sống theo lương tâm của chính mình. Xin Chúa luôn đồng hành với những anh chị em đó, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào biết luôn vững tin và làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh. Và trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta khi sống niềm vui Phục Sinh, để niềm vui đó lan tỏa trên khuôn mặt trong đời sống của mình qua cử chỉ yêu thương và bác ái. Giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh lễ. Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết. Bài trích sách công vụ tông đồ. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh,
Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, sau này chúng tôi cùng với những người phụ nữ đạo đức và các môn đệ sống lại cái kinh nghiệm của sáng sớm ngày lễ phục sinh. Chúng tôi biết Chúa Giêsu chết vào chiều thứ sáu và cỡ khoảng chừng 3 giờ chiều. Và cái luật lễ nghỉ của người Do Thái, tức là trong ngày lễ Sa-ba, nếu anh đụng vào xác chết, anh làm những cái công việc mà người ta gọi là u uế, ví dụ như bước vào nhà những người ngoại giáo, thì bị coi là u uế và không được quyền mừng lễ phục sinh. Và cái luật của ngày Sa-ba là khi mặt trời lặn của chiều thứ sáu cho đến hết ngày thứ bảy. Cho nên nếu Chúa Giêsu chết vào lúc 3 giờ chiều, rồi ông Giuse Arimathea phải đi xin phép Phi-la-tô, rồi phải kiểm tra hạ xác Chúa xuống, thì có nhanh lắm cũng phải tiếng đồng hồ. Thế thì từ 4 giờ cho đến 6 giờ người ta phải khâm liệm tức tốc để kịp chôn Chúa Giêsu trước khi mặt trời lặn. Và anh em biết theo cái phong tục của người Israel và bây giờ là người Palestine, tôi không hiểu như thế nào mà nó khác với mình. Mình chết là giàu hay nghèo cũng phải có cái quan tài. Ví dụ chiều thứ sáu tôi đi đàng thánh giá, tôi đi dự táng xác Chúa Giêsu, rồi tôi xem các cái clip trên mạng, thì tôi thấy ở Hải Phòng giáo xứ nào cũng có cái quan tài táng xác Chúa Giêsu sơn son thiếp vàng đẹp. Còn cái người Palestine không, họ không có chôn quan tài mà họ chỉ cuộn cái tấm vải họ bọc lại và họ đem chôn thôi. Không biết có phải vì nó thiếu gỗ hay là vì một lý do gì đó, nhưng mà khi người ta táng xác Chúa Giêsu thì người ta ướp dược liệu, rồi người ta quấn Chúa Giêsu một cái tấm vải từ trên xuống dưới và có những dây vải để cột tay chân ngài lại. Và có lẽ bởi vì nó khâm liệm khá vội vã cho nên các bà đạo đức cảm thấy không yên. Và bà chờ đến hết ngày lễ nghỉ, tức là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì các bà mới đem thêm thuốc thơm chạy đến mộ để tẩm liệm thêm vào xác Chúa. Thế nhưng khi mà họ đến mộ, họ mới khám phá ra là cái tảng đá mà che mộ nó được lăn ra rồi. Và nghĩa là nó có một cái gì đó liên quan tới ngôi mộ. Và bà ta nghĩ ngay là người ta đã lấy mất xác Chúa. Với cái trực giác của một người phụ nữ yêu mến Chúa Giêsu, bà chạy về báo tin cho các môn đệ. Và bà ta nói cái gì? Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để ngài ở đâu. Anh chị em thấy không? Một cái suy đoán mà khi nói với các môn đệ nó giống như một cái câu khẳng định vậy đó. Không biết là có ai lấy hay không mà khẳng định người ta lấy xác Chúa và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Khi thấy mất xác thầy, các bà nghĩ ngay đến việc trộm xác, không hề nghĩ đến một khả năng nào khác có thể xảy ra. Và các môn đệ khi nghe bà Maria Magdala báo tin thì các môn đệ làm gì? Có lẽ là lúc đó chỉ có Phêrô và Gioan ở nhà tiệc ly chăng? Thì hai ông vội vã chạy đến mộ. Và các ông thấy cái gì? Gioan tới trước nhưng mà đứng chờ Phêrô, bởi vì Phêrô là sếp mà. Và khi Phêrô đến thì Phêrô bước vào trong mộ thì các ông thấy các tấm khăn liệm vẫn còn đó xếp ngay ngắn để một bên. Và những cái dây liệm, những cái dây cột xác Chúa cũng được xếp lại để một bên, chứ không có lộn xộn. Thế thì đố anh chị em á, anh chị em có bao giờ có kinh nghiệm về việc nhà mình bị trộm chưa?
Anh chị em thấy có hôm nào đi lễ về thấy cái nhà mình cửa bị cạy, thì anh chị em vào trong nhà thì chắc chắn nó không có ngay ngắn như trước khi mình đi lễ đâu. Bởi vì những tên ăn trộm nó không có đủ giờ để nó xếp lại ngay ngắn như trước khi nó lục. Còn khi nào bị mất trộm mà ngay ngắn tất cả mọi sự, không có dấu hiệu lạ lùng, tức là trong nhà nó có thời gian, còn ăn trộm nó không có thời gian như thế. Cho nên khi các ngài thấy cái dấu hiệu của những tấm khăn liệm và những cái giải liệm nó xếp ngay ngắn, thì các ngài nghĩ cái gì? Chắc chắn không phải ăn trộm. Mà không phải ăn trộm thì là cái gì? Thì ở đây chúng ta thấy có hai thái độ. Thái độ của Thánh Phêrô là ông ta kinh ngạc, chưa hiểu cái việc gì. Còn với Gioan thì ngài ghi rõ ở trong Tin Mừng thứ tư, ông ta thấy và ông đã tin. Ông ta tin cái gì? Ông tin lời của Chúa nói về cái sự chết của ngài phải được ứng nghiệm. Mà Chúa Giêsu đã nói gì? Anh chị em có nhớ ít nhất là 3 lần Chúa đã nói trước về cái chết của ngài. Này đây, Con Người sẽ bị bắt, bị nộp vào tay người đời, bị giết chết, nhưng đến ngày thứ 3 ngài sẽ sống lại. Cho nên khi mà Gioan nhớ lại lời của Chúa Giêsu, ông đã tin, dẫu cho ông không hiểu tại sao Chúa sống lại và Chúa sống lại như thế nào. Thế thì cái điều gì đã giúp cho Gioan liên kết cái sự kiện mồ trống, những tấm khăn liệm xếp ngay ngắn và sự phục sinh của Chúa Giêsu, trong khi tông đồ Phêrô chỉ có kinh ngạc thôi? Và các bà đạo đức chỉ nghĩ đến chuyện người ta trộm xác Chúa rồi. Có lẽ chính tình yêu dành cho Chúa Giêsu một cách tuyệt đối, cho nên Gioan luôn tin vào lời của Chúa, dẫu cho phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Tình yêu và lòng tin đã giúp cho tông đồ Gioan có một cái nhìn xuyên suốt, và nhờ đó ngài có thể hiểu được điều mà những người khác không thể hiểu nổi. Và anh chị em thân mến, cũng giống như những người đàn bà đạo đức như Thánh Phêrô, như Thánh Gioan, chúng ta mỗi người Kitô hữu đều có một kinh nghiệm về đức tin vào Chúa Giêsu một cách khác nhau. Có người được Chúa ban cho một niềm tin đơn sơ như những người phụ nữ đạo đức. Họ chẳng cần lý luận, họ chỉ cần yêu mến Chúa và cảm nhận được lòng Chúa yêu thương. Họ sẵn sàng cho đi tất cả và ở bên cạnh Chúa Giêsu khi họ cảm thấy là ngài cần đến họ. Anh chị em thấy trong suốt cái cuộc khổ hình của Chúa Giêsu, những người đàn bà đạo đức họ đi theo, họ đứng nhìn xa xa, chứ họ có làm gì được cho Chúa đâu. Nhưng mà họ cảm thấy cái sự hiện diện của họ là cần thiết. Họ chỉ cần ở bên cạnh Chúa và sự hiện diện của họ đem lại một sự nâng đỡ nào đó cho chính Chúa Giêsu, và họ sẵn sàng làm như thế. Có người được Chúa ban cho những cái kinh nghiệm như Thánh Phêrô, yêu mến Thầy nồng nàn, nhưng hay nóng vội, quá tin tưởng vào sức mình. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn thì lại trở nên nhát đạp, không dám bày tỏ cái niềm tin của mình. Nhưng khi được gặp lại Chúa Kitô phục sinh thì niềm tin đó trở thành vững chắc như là núi đá, không có gì lay chuyển được nữa. Chúng ta nhớ lời của Chúa Giêsu nói với ông Phêrô trong lần đầu tiên gặp gỡ: Simon, anh là đá. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và các cửa hòa ngục sẽ không làm cho lay chuyển được. Chính sự gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh, cảm nghiệm được tình yêu của ngài, hiểu được tình yêu của ngài, mà một người môn đệ mỏng giòn yếu ớt trở nên vững như đá và trở thành cột trụ nền tảng đức tin cho các tông đồ khác nữa. Có người được Chúa ban cho một tình yêu mạnh mẽ như Gioan, nên cho dù phải sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn luôn giữ vững niềm tin. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của tông đồ Gioan theo Chúa Giêsu trong suốt cuộc hành trình thập giá.
trong khi các môn đệ khác bỏ trốn hết, thì Gioan vẫn hiện diện. Ngài ở bên Thầy cho đến giây phút cuối cùng. Mỗi người chúng ta có cách thế để tiếp cận và biểu lộ đức tin. Nhưng tất cả chúng ta đều có một điểm chung, đó là chúng ta yêu mến Chúa và sẵn sàng làm chứng cho tình yêu Chúa, làm chứng cho cái chết của Ngài và sự phục sinh của Ngài. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết sống niềm vui phục sinh một cách mạnh mẽ, để có thể làm chứng cho Chúa bằng một đời sống tốt đẹp trong tinh thần tôn trọng con người và yêu thương anh chị em của mình. Cái sứ điệp của biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô đó là Chúa đã chiến thắng sự dữ. Dẫu cho sự dữ tìm mọi cách để đè bẹp Ngài, thì Ngài vẫn vươn lên với quyền năng của Thiên Chúa và Ngài chiến thắng. Và điều đó bảo đảm cho tất cả mọi người tín hữu của chúng ta, dẫu sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, dẫu có bị những cái sự dữ nó đè bẹp sự yếu đuối của mình, sự yếu đuối của người khác như thế nào, thì khi chúng ta dìm mình vào trong sự chết của Đức Giêsu Kitô, chúng ta cũng sẽ chiến thắng như chính Chúa Giêsu vậy. Xin Chúa Giêsu phục sinh ban niềm vui cho tất cả anh chị em. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Thiên Chúa đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Trong ngày lễ phục sinh, tôi xin kính chúc tất cả các anh chị em một ngày lễ phục sinh vui tươi, đầy ơn Chúa. Chúc mừng tất cả mọi người. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.